Đối phương lướt tắt ra tới là rất nhanh. Ui 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 ui. Một sự hỗn loạn là đã có. Ui ui giời ơi. Hey yo, xin chào anh em. Chào mừng tất cả các bạn cùng nhau quay trở lại với Zeker Play. Hôm nay thì lại tiếp tục cái series đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi xem và chiêm ngưỡng những màn thể hiện đến từ các tuyển thủ chuyên nghiệp. Và ngày hôm nay sẽ là một vị khách mời hoàn toàn mới chưa từng xuất hiện trên kênh của Zeker. Đó chính là Team Falcon On Fire. Hãy cùng nhau xem On Fire sẽ có những màn thể hiện ra sao và đã có những cái gọi là thể hiện đỉnh cao của nhà vua giải thi đấu eSports World Cup vừa rồi như thế nào nhá. Ok, ngay bây giờ thôi, hãy cùng nhau ấn nút like, đăng ký kênh và bước vào video của ngày hôm nay thôi nào. Ok, chúng ta hãy cùng nhau tới với trận thi đấu đến từ anh chàng On Fire. Và ngày hôm nay thì On Fire sẽ chơi một màn solo squad tại đảo Thiên Đường. Ở phía bên trên nhà này là có người và một tình huống lướt Tatsuya lên. Đối phương không kịp đặt ra bất kỳ một quả bom kẹo. À có anh em ạ. Có đặt nhưng mà đặt ở trên nóc nhà anh em ơi. Ôi giời ơi. À đâu, hình như đấy là bom keo đến từ anh chàng On Fire. Như các bạn cũng đã thấy là thời điểm này là một phiên bản OB46. OB46 thì đã có rất nhiều những cập nhật mới, đặc biệt đó là những cái quả bom keo, nó sẽ có cả cái hỗ trợ bom keo. Và như tôi thường sử dụng đó sẽ là cái quả bom keo mà anh em chỉ cần đặt xuống thôi là anh em đã có được cái ví dụ như kiểu là random ra được su này, hay là random ra được thêm rất nhiều những cái khác nữa. Và đấy, nói từ nãy đến giờ bỏ qua những câu chuyện giao tranh, vừa rồi là ba tình huống ghi điểm đến từ On Fire. Vẫn còn người ở phía bên trên tầng 2, On Fire sẽ cần phải rất nhanh nhạy để có thể tạo ra cho mình những điểm số. Và bây giờ thì đang có những tình huống áp sát, lướt Tatsuya lên, nhìn thấy đối phương một tình huống pick người với chỉ một viên. Nhưng ngay sau đó thì On Fire bắn khá lỗi và trở nên luống cuống. Chia sẻ với các bạn một chút rằng là chính On Fire là một trong những tuyển thủ rất trẻ và đẹp trai, không khác gì tôi cả. Và cũng đã có một màn thể hiện đỉnh cao tại giải đấu của eSports World Cup trước đó. Và On Fire đã giành chức vô địch. Nếu như các bạn không biết nhá, tôi sẽ chia sẻ thêm cho các bạn thêm một cái gọi là một cái thông tin mà nhiều anh em sẽ cảm thấy bất ngờ. Đó chính là việc đội hình của Team Falcon, họ đã từng có một cái ngày thi đấu với chỉ một trận 40 điểm cầm về sau chỉ một trận anh em ạ. Tức là họ sẽ cần phải có 28 mạng hạ gục trong một game. Đấy, anh em nhìn thấy, nghe thấy con số nó gọi là kinh khủng đến như nào. Chính vì thế anh em biết cái độ tay to đến từ On Fire ra sao. Và bây giờ chúng ta đã vừa được nhìn thấy thêm những điểm mạng hạ gục đến từ On Fire. On Fire sẽ tiếp tục hành trình của mình để có thể đi tìm thêm những cái con điểm số đang di chuyển ở phía bên trên bản đồ. Vừa rồi một tình huống lướt Tatsuya đến từ đối phương, bắn là tốt tuy nhiên vẫn chưa có điểm hạ gục. Một quả bom keo, hai quả bom keo đặt ra. Không biết rằng On Fire với chỉ còn một quả bom keo thì sẽ xử trí như thế nào đây. Một thế cũng khá là khó khi đang có rất nhiều hướng nhắm vào vị trí của anh chàng On Fire này. Và ngày hôm nay chúng ta đã được nhìn thấy rằng là với việc chơi ở chế độ sinh tồn và solo squad thì On Fire quyết định lựa chọn cho mình kỹ năng của Tatsuya sẽ là kỹ năng chính. Và một lát nữa thôi thì chắc chắn On Fire sẽ kết hợp thêm một vài kỹ năng nhân vật chủ động để có thể mang lại sự hiệu quả, ví dụ như là Step V này hay là Trono. Tôi nghĩ là như vậy. Và vừa rồi úi giời ơi, mặt tí nữa thì lủng mông. Và đó là một tình huống chỉ còn 61 HP đến từ vị trí anh chàng On Fire. Đối thủ nhảy ở ngoài có những viên đạn cấu rỉa và đôi phần nào đó dùng cây dọa khỉ đến từ anh chàng này mà thôi. Nhưng tuy nhiên thì On Fire chưa bao giờ ngán ngẩm bất kỳ một ai. Một tình huống lướt Tatsuya ra phía bên ngoài, nhưng đối phương không bị dính một viên nào cả. Và hơn thế nữa đang bị gọi là đuổi bám đuổi ở phía đằng sau. Rồi, dẫm mìn, có người dẫm mìn rồi anh em ơi. Cái quả mìn đĩa vừa rồi đặt là có người dẫm rồi. Bây giờ thì On Fire quay lại và để có thể gạt thôi. Bây giờ gạt thôi nào. Nào, gạt đi và lấy những điểm mạng hạ gục, lấy đi những cái quả bom keo. Bây giờ On Fire có rất ít những cái quả bom keo anh em ạ, chỉ có đúng một quả thôi. Đối thủ vẫn còn ở phía bên ngoài kia. Và bây giờ thì M1887 trong tay kết hợp thêm kỹ năng kết hợp thêm khẩu AC80. Đấy rồi, bắn lỗi rất nhiều đến từ anh chàng tuyển thủ tanker này. Vẫn chưa có những sự liên kết. On Fire là một trong những cặp bài trùng với cả đấy. One More. Thì nếu như anh em xem giải FIFA World Series 2024, anh em sẽ biết đây là phiên bản OB46, thế nên nó sẽ có rất nhiều những cái sự kịch tính. Ôi rồi, ông kia ông đặt bom keo lên máy nhà anh em ơi. Ôi giời ơi. Nhưng mà thôi không sao cả, vẫn có thể sửa sai. Vẫn có thể sửa sai. Nhưng mà sửa sai lại ở sửa sai game khác. Còn On Fire xin nhẹ một cái kill vừa rồi. Thơm nhở, thơm nhở. Đã có rất nhiều điểm được bỏ vào túi từ On Fire, lại còn loot được rất nhiều đồ nha. Rồi, vẫn sử dụng M1873 chứ không sử dụng, à đây rồi, bây giờ mới đổi FGL24. Thật ra thời gian ở đây thì sử dụng FGL24 nhiều hơn nó sẽ hiệu quả. Đấy, đấy vừa mới nói xong thì chúng ta được nhìn thấy cái sự hiệu quả thực tế đến từ khẩu FGL24. Đối phương lướt Tatsuya tới là rất nhanh. Ui 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 ui. Một sự hỗn loạn là đã có. Ui giời ơi. May quá.
đã có một tình huống confirm kịp thời đến từ On Fire. Phải nói rằng anh chàng này được mệnh danh. Ôi, bắn FGL24 xuyên xuống lòng đất ở trên tầng 2 để có thể lấy được điểm cấu rỉa vào vị trí đến từ đối phương. Ủa, các bạn nhìn UAV ở góc bên tay trái xem, bao nhiêu người đang đứng ở trong cái con UAV này, rất đông ở cái khu vực trung tâm của bản đồ. Và chúng ta vẫn đang được nhìn thấy On Fire vẫn đang đi shopping, rất nhiều xu đang có trong người. Nãy thì hình như có hơn 2.000 xu, thì còn bây giờ là chỉ còn 100 thôi. Không nhặt kỹ năng của Alok nữa, mà thay vào đó sẽ có cổng di chuyển. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tới với khu vực cánh đồng. Trước mặt hiện giờ đang có những người chơi sử dụng vùng cứu. Và On Fire sẽ quyết định công vào cái khu vực này. Đây rồi, đấy rồi. Có ngay một điểm đặt ra cho mình hai quả bom keo, gạt đi được mạng hạ gục này. Thơm nhờ, nhưng mà có vẻ rằng là chỗ này cũng khá là đông đây. Đang có trong tay đó là một khẩu M79 thượng phương bảo kiếm. Wow, đỉnh cao của sự tính toán. Ông Hoàng chất nổ. Đây rồi, tiếp tục đây rồi, tiếp tục đây rồi. Cho con có làm được không? Rồi, hạ gục được thêm một. Cò quay rất tốt đến từ vị trí của anh chàng On Fire. Vẫn còn người nha, vẫn còn người nha. M79 đang căn ke. Đâu đó 106 máu mất đi từ đối phương rồi. Nếu như có những viên đạn chính xác hơn thì có lẽ rằng là On Fire sẽ có thêm cho mình 3 mạng hạ gục trong cái pha giao tranh lần này. Lại thêm một viên nữa. Nhưng đối phương đã đủ thời gian để có thể là hồi phục lại đầy đủ về lượng máu. Nhưng mà tuy nhiên thì khẩu M79 này cũng đã hết đạn rồi. Liệu rằng On Fire sẽ quyết định đổi sang khẩu súng gì đây? Đó sẽ là một khẩu AUG 3 chip. Một khẩu AUG 3 chip. Và như các bạn cũng biết thì AUG không cần phải lắp chip vào. Mà nếu như các bạn tăng sát thương, các bạn cứ gây ra sát thương bằng khẩu AUG thì nó sẽ có cái khả năng là tự nâng cấp chip của mình. Đây rồi, đối phương. Ôi, đối phương đứng tận xa bắn M8 hay sao anh em ơi? Bắn rất rát nha. Bắn rất rát nha, đâu đó hơn 100 HP mất đi đến từ anh chàng On Fire. Và bây giờ thì đặt bom keo để tiếp cận tầm gần thôi. On Fire sẽ làm gì đây? Những quả nết. Nết ném ra là rất nhiều. Ôi, như ngày Tết vậy anh em ạ. Đây rồi, đối thủ rồi. Một tình huống bắn cấu rỉa mới chỉ có đó là 35 HP mà thôi. Gì đấy? Vụt quạt à? Rồi, đối phương luống cuống bắn hai khẩu M8 luống cuống bắn không trúng bên nào. Ôi rồi, On Fire cầm vào chảo và bụt. Này thì chạy này. Và đó là những điểm mạng hạ gục nhanh chóng được bỏ vào túi đến từ On Fire, điểm mạng hạ gục thứ 13 rồi anh em ơi. Wow. Không biết ván này thì On Fire sẽ có tổng là bao nhiêu kill đây. Giới thiệu với các bạn một chút là On Fire hiện giờ là đang livestream trên TikTok, thế nên là tôi có gọi là đột nhập nhẹ vào livestream đấy, anh em nhìn thấy không? Khi mà các bạn dùng những quả bom keo gọi là bền vững ấy thì nó sẽ có một cái tính năng, đó là khi các bạn nốc nó sẽ có một cái quả bom keo đặt ra sẵn luôn. Đấy. Thế nên là anh em nào mà cảm giác mình hay bị nốc thì anh em có thể sử dụng cái tính năng này để giúp cho anh em có thể là an toàn trong pha giao tranh. Đấy. Nhanh chóng là những gì mà chúng ta đã vừa nhìn thấy. Đến hồi kết rồi anh em ơi, 16 mạng hạ gục, đối phương chỉ còn đó là 9 người mà thôi. Có lẽ rằng là khoảng 3 team nữa. Còn đó là một cái đây là cái máy phóng mini. Đây rồi, đặt ra rồi, bơm máu bay vào trong bo. Liệu rằng vừa mới đáp xuống có gặp phải bất kỳ một sự trở ngại nào không? Đây rồi, nghe đây có tiếng súng đây rồi. Góc này của On Fire bắn là rất đẹp. Khẩu AUG không thể nào mà xuyên qua, đó là kỹ năng của Chrono, thế nên là chuyển qua một đối tượng khác. Bây giờ thì On Fire sẽ quyết định di chuyển xuống gần hơn. Chỉ còn đó là 5 người mà thôi. Những phút gọi là chậm trễ vừa qua đã khiến cho On Fire mất đi những số lượng kill là khá lớn. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể được kỳ vọng rằng sẽ là một cú booyah dành cho On Fire. Bây giờ thì đang đi tìm những cái tên còn lại. Liệu rằng là đối phương có thể cản bước được bước tiến đến từ Ma Gaming. À không, tôi xin lỗi, đó là On Fire hay không? Viên đạn được bắn ra. Đã có những tình huống nhấp nhả rất ghê. Còn 3 người nữa trên bản đồ, ngoại trừ On Fire. Bây giờ đẩy đến rất gần rồi. Đẩy đến gần lắm rồi. Lướt Tatsuya vào. Đối phương chạy thế nào được đây bạn ơi? Bạn chạy kiểu gì? Cho con dí thẳng mông. Và đó là điểm hạ gục thứ 17 đến cho On Fire. Vẫn còn nha, vẫn còn 2 người. On Fire phải cẩn thận. Đây rồi, nhìn thấy cái đầu rồi. Cái đầu lú lên đây rồi. Không sử dụng ống ngắm 4X mà thay vào đó sử dụng ống ngắm nhiệt, giúp cho khả năng pick người đến từ On Fire có vẻ rất nhanh nhạy. Và chúng ta đang tới với người chơi còn lại cuối cùng ở trong ngày thi đấu hôm nay. Nhưng đối thủ đã cứu lại được người đồng đội rồi, chắc chắn là đã cứu được rồi. Những quả bom keo đặt ra. Úi dồi ôi, bạn ơi, bạn đứng thế mà bạn bơm máu thì đúng là bạn, ôi dồi ôi, quá với tôi luôn bạn ạ. À, bạn hơi bị coi thường On Fire rồi đấy.
Rồi bây giờ thì công lên thôi, bây giờ công lên nhảy qua xuyên qua những bức tường bom kèo và đối thủ đây rồi, đối thủ có UMP. Trời ơi, UMP tầm này thì đỡ kiểu gì? UMP tầm này thì chỉ có là vĩnh biệt cụ mà thôi. Và đó sẽ là cái kết cho bàn thi đấu lần này chàng. Đây rồi, đời dày. Bình trích kiểu gì bạn ơi? Đó là Buya 19 mạng à gục dành cho On Fire. Quá tuyệt vời. Vừa rồi là màn thể hiện top 1 siêu đỉnh cao đến từ anh chàng On Fire. Vừa đẹp trai, vừa bắn hay, mà kèm theo với đó là xử lý cực kỳ là gọn gàng. Anh em đánh giá ra sao về tuyển thủ hàng đầu của Free Fire Thái Lan? Hãy cùng nhau comment xuống phía bên dưới để Zeker và mọi người được biết nha. Đừng quên ủng hộ cho Zeker xin một like, một comment và một đăng ký kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và bây giờ có lẽ sẽ phải nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Tạm biệt.